học hỏi mọi lúc mọi nơi, không ngừng nâng cao và sáng tạo video của mình. Chúc các bạn thành công. Let's go. Rồi thì hôm nay một ngày nghỉ cũng đã tới rồi mọi người ơi nè. Hôm nay thì mình sẽ không đi đâu hết nha. Tại vì bầu trời âm u quá mọi người nên mình không có đi tập thể dục được. Thôi thì mình ở nhà mình dọn dẹp, mình tăng trang lại cái nhà nè mọi người. Với lại mình tăng trang lại cái đầu của mình binh lại cái đầu nên là thấy được không? Hôm bữa gắp cái bàn mà còn lại bốn cái chân chưa có gắp. Sẵn bữa nay thì rảnh rỗi thôi mình gắp luôn. Nãy sáng giờ mọi người mình cũng dọn dẹp trên gác với lại mình dọn dẹp ở phía dưới nữa mọi người. Đó, nhưng mà không có thời gian rảnh để quay lại. Nếu mình vừa dọn vừa quay nó chắc khoảng 2 ngày 2 đêm mới xong quá à. Nên mình quay cái gần kết cái khúc kết này mọi người. Đó, bây giờ là mình dọn dẹp những cái lặt vặt nhỏ nữa là xong luôn đó mọi người. Đó, nên mình dọn dẹp nữa mới lửa mới ơ rồi mới chịu. Người ta nói cái công trình dọn dẹp này quý vị buổi trưa mà lên trên gác còn hơn mà đi tắm nắng miễn phí đó mọi người. Người ta nói nó nóng mà tót hết mồ hôi luôn đó. Bởi vì mình làm cấp tốc mọi người không có quay lại được mà cũng cũng khỏe mọi người. Mình chỉ mình vô nói chung là cái này bí mật mọi người, tí nữa mình làm xong đi mình có cái video để mình quay lại cho mọi người xem ha, quay lại cái thành quả thôi chứ trong cái lúc dọn dẹp thì thông cảm thì nực quá mình không có quay được mọi người ơi. Sẵn dọn dẹp nó lộ rồi thôi mình sẵn đây mình giới thiệu cho mọi người xem cái bịch này là cái bịch gì ha. Thật ra đây là cái bịch tiền tiết kiệm đó mọi người. Tuy nó không nhiều nữa nhưng mà đó, mỗi lần mình đi chợ vậy mọi người có tiền nhỏ tiền lẻ là bắt đầu mình xếp gọn gàng lại đó. Cái lâu lâu cái mình lấy ra cái gì đó mọi người, y như lúc này nè, lâu lâu cái mình lấy ra mình sắp cho nó ngay ngắn là hình nào theo hình đó vậy đó. Mình có cái sở thích là đếm tiền đó mọi người nữa hay không, mình phân theo số tiền rồi cái đầu mình đếm nè, mình để phân loại ra 5.000, 1.000 và 2.000 nữa. Mình sắp cái hình giống nhau vậy mọi người đó. Mình sắp cho nó ngay ngắn cho nó đẹp đẽ mọi người, coi như mình giống như mình trân trọng cái đồng tiền thì đồng tiền nó mới tới với mình đó mọi người. Chứ đồng tiền mà mình vứt bừa bãi hoặc là mình để nhăn này kia thì cái đó là cái lộc của mình nó đi nha mọi người ơi. Thiệt đó, chia sẻ thì mình tình cờ cũng biết được thôi à mọi người đó. Thì cái này cũng là phong thủy xương xương nè, ai tin tin không tin cũng phải tin nha. À, mọi người trân quý từng cái đồng tiền nhỏ nhất đó mọi người, mà mọi người không tin mọi người cứ suy nghĩ thử đi nè. Đồng tiền 1.000, 2.000 là cái đồng tiền nó luôn ở bên mình đúng không mọi người. Rồi những cái đồng tiền lớn lớn như là 200.000 hoặc là 500.000 mọi người thấy ở đâu nhiều ạ? Đó, đặc biệt là ở trong quán nhậu nhiều quá không quý vị. Bởi vậy đồng tiền đó nó không có dính liền với mình đâu. Bởi vì cho dù như thế nào mình cũng phải trân trọng những cái đồng tiền nhỏ nhất, tại vì có những cái nhỏ nhất thì mới có lớn nhất ha mọi người. À, thì quan điểm cá nhân của mình là vậy đó mọi người. À, thì hôm nay mình cũng đã chia sẻ với mọi người cái số tiền tiết kiệm khủng lồ của mình rồi đó. Nãy giờ đếm nè mọi người, đếm nãy giờ mà chưa có xong nữa, đếm gì mà lâu dữ không biết. Rồi thì hôm nay á lục ra cái bịch tiền tiết kiệm thì cũng được ăn mớ kha khá rồi nè. Ai mà muốn rủ mình đi trà sữa không, cái này mình khao nha, mặc dù chưa tới lương mà cũng chơi sợp rồi nha. Ai đi trà sữa không có gì ơi, bông lo tắt đó chưa cầm cái cặp tiền lẻ này mọi người. Nhớ là cái lúc dịch ngày xưa mọi người ơi, nhiều bạn đăng lên á. Nhiều người cầm lên còn một cặp tiền lẻ này cũng là quý dữ lắm đó quý vị. 3 4 tháng trời gồng gã vừa ở trọ mà không có lương nữa nè, rồi không được tiền hỗ trợ này kia các thứ là được nhiêu đây là cũng quý lắm mà cho bộ à đó, thấy không, cái hơi tiền ta nói hơi hồi hồi thiệt nha. Nhưng mà mọi người có một câu này nè mà mình suy nghĩ mà mình thấm là mọi người, người ta nói tiền xài đúng chỗ thì tiền hiền như tiên như ông Bụt với mọi người, mà tiền xài mà sai chỗ thì tiền bạc như voi đó mọi người ạ. Nói gì nói chứ mọi người thử thử làm thử giống mình đi mọi người. Mình đi chợ vậy ha, có tiền lẻ nhiêu là mình chuẩn bị một cái bị sẵn, cái là mình để vô đó, để vô đó lâu lâu thời gian lâu lâu mọi người xem lại là cũng kha khá nhiều đó mọi người đó. Tiền này mình để lâu lâu mình ăn sầu riêng là dư sức luôn mọi người đó. Thấy gì đếm tiền biết mà đi nghệ không, mà tiền là tiền lẻ không nha. Sao mọi người, mọi người nghe tiếng sẹt 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 có tiền nghe nó sướng tai không quý vị. Cái này là tiền, là tiền cũ rồi nha, phải mà tiền mới thì nó vừa thơm nó mùi tiền nha, mà nó vừa nghe cái tiếng sẹt 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 là để bữa nào mình thu thập tiền mới mà đếm sẹt 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 cho quý vị nghe thử coi nó đã tai không nha. Nghe mà ai mà đang mà bị giống như là lùng bùng lỗ tai nha, mà đưa một cái mùi tiền mà đưa thêm cái tiếng mà đếm tiền nữa là cái người đó là hết ù tai đi quý vị, tỉnh lén
Âu liên thống liên thống lắc thống. Thôi thì nãy giờ điếm sương sương vậy thôi, mình bỏ rượu vịt mình cắt đi nè, mình cắt ở đây chuẩn bị rồi cái đầu ra ngân hàng được ha, nhiêu đây là mở cái sổ tiết kiệm vậy nè, mình tích lũy cái tiền lẻ thôi. Nhiêu đây giờ đi ra ngân hàng nha, cái gì nha, tới đi ngân hàng rồi nha, chứ hết 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 tiền trà sữa nha, cái gì ơi hết rồi, nãy giờ ngủ chơi rồi chứ đâu có tiền bạc gì đâu, trà sữa trời ơi xa xỉ. Rồi sau khi công chuyện cũng đã xong rồi, bây giờ tới tiếp tục là dân ôn thì gió luyện, người quý vị tiếp tục mình á hả, mình luyện người ta thì học võ, người ta luyện khí công, còn này mình luyện cái này là luyện gọi là cái gì ta, luyện làm cái gì công, bây giờ gọi là ấp mở công ha. Vừa nằm nghỉ ngơi là ủ mở rồi cho nó bồi bổ lại nè, nghỉ ngơi khỏe nè, rồi cái đầu mình cũng ha trau dồi thêm kiến thức nè. Trau dồi kiến thức để mình có thêm nhiều cái ý tưởng nè, rồi có thêm nhiều cái gọi là gì ta, sáng tạo hơn trong video nè, để làm video cho Thì mọi ngay người từ những xem. lúc nhà mọi người mình mới có thời gian quay video cho mọi người xem, còn những lúc đi làm á mọi người thì mình không ra thường được, mong mọi người thông cảm nha. Rồi, sẵn đây chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Bye. Bye.